Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Sơn Đông Đồ Gỗ. Và hôm nay em đã quay trở lại và em lại tiếp tục review cho mọi người những mẫu sản phẩm đang có mặt tại Sơn Đông. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu sản phẩm 3 trong 1 được làm từ gỗ thiên nhiên. Mọi người cùng em tìm hiểu mẫu sản phẩm này nhé. Và mẫu sản phẩm hôm nay em giới thiệu cho mọi người đó chính là một kệ tủ tivi vách ngăn được làm từ gỗ hương đá với kích thước tổng là 3m3 và chiều cao của nó là 2m51. Và chất liệu để tạo nên một cái sản phẩm tivi vách ngăn này đó chính là gỗ hương đá. Với tính chất của gỗ là cứng, chắc, nặng và bền bỉ theo năm tháng. Trên thị trường hiện nay á thì mọi người cũng thấy là khá là nhiều cái kệ tivi như thế này, nhưng mà muốn để nó được chất lượng mà lại đẹp như thế này nữa thì bên Nghệ Nhân Sơn Đông chúng em đã dùng gỗ hương đá Nam Phi với những đường văn được tuyển chọn vô cùng là tỉ mỉ, hiện rõ trên mặt bàn. Đây, mọi người có thấy những đường văn vô cùng là nổi trội luôn. Kèm theo đó là những đường nét chạm chỗ vô cùng là tỉ mỉ của Nghệ Nhân Sơn Đông đã thổi hồn vào chiếc kệ tủ tivi này, trở nên là có hồn hơn, tăng lên cái phần giá trị trong không gian phòng khách của bạn. Và kích thước ban đầu như em thông báo cho mọi người á, là 3m3 thì chúng ta có thể đặt kệ tivi này ở ép tường, dùng với mục đích là để làm kệ tivi hoặc là kết hợp với tủ rượu. Thì chúng ta cần cái diện tích là 3m4 và nó sẽ thông thoáng hơn. Còn như chúng ta muốn kết hợp làm vách ngăn dùng để kệ tivi nè hoặc là tủ rượu mà ngăn cách từ phòng bếp đến phòng khách thì chúng ta có thể đặt với kích thước là 4m5 và nó sẽ là thông thoáng hơn và có giá trị thẩm mỹ rất là cao. Vậy tại sao chúng ta lại sử dụng kệ vách ngăn này vào chính không gian phòng khách của mình? Việc thứ nhất là được làm bằng gỗ tự nhiên, rất thân thuộc với sức khỏe của con người. Việc thứ hai đó chính là tạo một cái điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian phòng khách của mình. Như những vị khách quý nè hoặc là những người thân sẽ ghé vào thăm nhà của mình và đây là cái ấn tượng đầu tiên đập vào mắt của họ. Và việc thứ ba đó chính là cái thời gian sử dụng. Thời tuổi thọ của gỗ tự nhiên rất là cao, có thể lên đến là vài chục năm, hơn cả trăm năm nữa thì chúng ta có thể để đời con đời cháu luôn, rất là hữu ích. Và hiện tại Sơn Đông đang có rất nhiều mẫu mã cho quý cô chú và anh chị có thể lựa chọn tại địa chỉ là 783 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, hoặc mọi người có thể gọi vào số hotline 0899 012 392 để gặp em và được hỗ trợ trực tiếp. Và em là Tài, hẹn gặp mọi người ở những sản phẩm sau. Xin cảm ơn.